Các bạn, một cái máy chiếu mà thiết kế theo một cái phong cách thông thường thì đã trở nên quá phổ biến rồi, chúng ta không còn gì để xa lạ. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cái siêu phẩm của BenQ, đó là GV30, với một cái thiết kế hoàn toàn lạ và cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng khui thùng và trải nghiệm dòng sản phẩm này. Đây là một cái mẫu máy chiếu của BenQ mà hãng vừa gửi đến VNPC để chúng tôi cùng cảm nhận và đánh giá. GV30 được thiết kế với cường độ sáng 300 lumen, độ phân giải chuẩn là HD 720, hỗ trợ độ phân giải 1080, sử dụng cái bóng đèn LED tuổi thọ tối đa lên đến 30.000 giờ, và máy có tích hợp cái hệ điều hành Android TV 9.0 kết nối Bluetooth 2.1, Wi-Fi 2 băng tần 2G và 5G. Không đơn thuần là một máy chiếu, BenQ GV1 còn là một món quà về giải trí. Tôi đánh giá là như vậy. Cách đóng hộp làm cho người dùng của chúng ta cảm giác khi chúng ta khui một cái sản phẩm ra thì không phải là chúng ta khui một cái máy chiếu, mà chúng ta đang khui một món quà công nghệ. Wow, nhìn thấy cái bao da thôi đã quá rồi. Thôi, xách vào lô lên và đi thôi các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Một cái bao da nhìn vậy khá là giá trị và khá là thời trang này. Những ai mà yêu thích thời trang, yêu thích vẻ đẹp thì tuyệt vời. Rồi, chúng ta hãy cùng xem bên trong có gì nha các bạn. Lần đầu tiên mà tôi thấy một cái máy chiếu LED mà thiết kế cái túi sách nhìn nó ngầu và nó đẳng cấp như này. Trông khá là hấp dẫn. Bên trong là các cái phụ kiện này. Adapter này chắc là 19 hoặc 20V đó các bạn. Các cái dây sạc đi kèm. Máy mới tinh luôn nha các bạn. Đây là cái dock, cái đế đó các bạn. Cái đế này hình như nó có 500 hút nữa các bạn. Tôi thấy nó có cái từ hút. Wow, nhìn rất ngon lành cành đầu các bạn. Khả năng cao là đặt lên cái đế này đấy các bạn à. Ngon lành luôn, đặt lên nó tự hích luôn các bạn. Đặt lên nó tự hích này. Đó, ngon lành cành đào chưa? Ok luôn. Con này khả năng cao là nó không có dùng pin nữa các bạn. Ồ, có pin luôn các bạn ạ. Tôi cứ nghĩ là 300 lumen thì chắc nó không dùng pin đâu. Hay quá, dùng pin luôn nhé. Vừa mở lên là gắn lên là chạy rồi. Hấp dẫn không? 300 lumen. Một cái điều tôi rất ấn tượng với con này đó là cái hệ số tương phản khá là cao. 100.000, hệ số tương phản của một cái máy DOP LED mà 100.000 là khi chúng ta xem được cái khung hình thì sẽ rất là sâu. Cảm nhận hình ảnh sẽ có độ trong rất là đẹp. Khác với cái phiên bản GV1 thì GV30 này nó có hai loa, mỗi loa công suất là 4W và có tính năng extra bass. Extra bass thì chúng ta nghe nhạc nó sẽ khá là hấp dẫn rồi. Và cổng kết nối, ngoài cái wifi thì cổng kết nối khá là nhiều các bạn. Cổng kết nối này. Rồi nó có USB-C và có luôn HDMI, có cả luôn rắc tai nghe luôn. Đây là cái lỗ sạc nha các bạn. Với một cái máy chiếu mà tích hợp tất cả những tính năng trong một thì chúng ta không còn gì để bàn cãi. Nó là một cái máy chiếu giải trí đa năng cao cấp, và hơn nữa lại một cái thương hiệu khá quen thuộc nữa. BenQ, tên thương hiệu khá quen thuộc. BenQ GV30 là một cái sản phẩm máy chiếu đã đạt rất nhiều những giải thưởng của thế giới, như là giải Taiwan Excellence 2022 và giải Good Design Award 2021. Những cái giải thưởng rất là danh giá cho các cái sản phẩm công nghệ. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất lượng hình ảnh cũng như là đánh giá thực tế cái hình ảnh con này trên một cái màn chiếu Cinemax của VNPC nha các bạn. Video này tôi xin phép được giới thiệu qua như vậy thôi. Đó là những cái thông số, thông tin kỹ thuật, rồi những cái thiết kế bên ngoài cũng như là những cái ưu điểm của dòng máy chiếu này. Thì video tiếp theo chúng ta sẽ cùng đánh giá về chất lượng hình ảnh. Đây các bạn, thiết kế trông màu trắng trông khá là đẹp. Đối với thiết kế này tôi cảm giác rất là thân thiện. Chúng ta có thể quăng lên giường, chúng ta vừa ngủ vừa xem phim nó cũng được nữa. Tại vì LED nó chạy rất là êm, nó mát, nó không có nóng như những máy chiếu thông thường đâu. Và nó tích hợp tất cả những cái gì trong một, thì chúng ta không cần đến một cái điện thoại, cũng không cần đến bất cứ một cái laptop nào. Vì bên trong nó đã có một cái Android TV rồi. Có nghĩa là nó đã có một cái hệ điều hành giúp chúng ta có thể lựa chọn phim.
ta xem phim nghe nhạc trực tiếp trên cái máy này mà không cần thì kết nối với bất cứ một thiết bị nào khác. Đó là tất cả những cái gì mà tôi cảm nhận được từ GV30, một cái máy chiếu rất là thời trang, rất là đẳng cấp và sành điệu. Các bạn có thể check các thông số kỹ thuật thêm trên trang web là máy chiếu 3D.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm video trên tay máy chiếu BenQ EGV GV30. Xin chào và hẹn gặp lại.